Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong thời đại nhà thám hiểm. Hiện tại biết ngay mà. Hiện tại đã là đêm thứ 5 rồi, mình chưa có ngủ ấy nên có một vài con phantom nó lảng vảng trên nóc nhà nhà mình. À quên, nhà mình làm gì có nóc ta? Trên cái chỗ nhà mình. Rồi ngon, ngươi đáp xuống đây đi. Ta bỏ như ngươi vô nồi liền. Xuống đây. Để mình coi mày bắn rụng luôn nè. Hách não. Hách não phantom. Chuẩn bị phát cuối cùng. Hách não phantom. Ủa sao không hết rồi. Đáp xuống đây đánh nhau luôn đi. Bắn gì tợt lớt hết trơn. Mình bắn cùng con phantom này hơi khó nha. Nó bay quỹ đạo khó hiểu quá. Trời, xém trúng. Đây nè. Rồi. Mình đã bắn hạ nó rồi. Và rất tiếc là nó không có rơi ra cho mình thêm da phantom á. Nhưng mà không sao đâu. Hôm qua thì mình cũng có săn được một vài con phantom ở cái căn cứ bí mật dưới lòng đất rồi. Mình để nó ở trong cái rương này. Ủa? À đây. Mình bỏ trong ba lô chứ không phải trong cái rương. Nhớ tầm bậy rồi. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành làm một cái chuyện, đó chính là nâng cấp áo giáp mình lên. Hôm qua mình đã mang về rất là nhiều những cái mảnh vụn netherite nè, netherite, cũng như là mảnh vỡ cổ đại. Đó, mình sẽ nung nó ra ha. Cho nó nung đi. Nung ra. Và với cái này thì mình có thể coi. Thông thường thì mình sẽ tốn cỡ 4 cái để làm một cái foil netherite ha. Này, mình sẽ làm được tổng cộng là 4 foil luôn. Đó, quá là đã. Và với 4 foil thì mình có thể làm được vui một set đồ bằng netherite rồi. Tuyệt cứu mèo nha, đã nha. Công thức bắt đầu nhảy vèo vèo lên rồi kìa. Mình cần phải cởi áo giáp này ra và ghép thêm cái foil netherite vào. Nhưng mà cái áo giáp này là cái áo giáp đầu tiên kim cương của mình á, nên mình muốn để nó vô đây. Giống như là bộ giáp kỷ niệm vậy đó. Mình sẽ làm một bộ giáp mới và enchant những dòng xịn luôn. Rồi. Ủa? Ủa mình treo lên không được hả? Rồi luôn, bị lỗi mất tiêu luôn. Ở đây nè. Rồi đó, giờ nó mới hiện lên. Hồi nãy bị lỗi ha. Rồi, lưu giữ ở đó đi. Hôm nay mình sẽ đầu tư hẳn một cái set đồ bằng kim cương mới. Để... nhằm mục đích là nâng cấp lên netherite thôi ha. Đây, sau đó mình enchant luôn. Mong là hôm nay á, khi mà enchant nó sẽ ra thật là nhiều cái dòng bảo vệ cho mình, để cho set đồ của mình nó trâu nhất có thể. Đi khám phá thì đỡ ân hành thôi chứ không gì hết á. Luli có sẵn rồi, mình cứ quên hoài. Giờ thì cho vô đây cường hóa thôi nào. Đào nhanh dưới nước. Chậm hổng ba. Kết cái ổn rồi đó. Chắc ưu tiên cái ổn chậm hổng ba để dùng cho nó lâu trước nha. Rồi luôn, bảo vệ khỏi lửa luôn. Tương đối. Giờ tới cái nón. Vẫn là bảo vệ khỏi lửa, sao ưa bảo vệ khỏi lửa vậy? Mình không cần đâu. Trời ơi, nó... Bảo vệ khỏi vụ nổ. Bảo vệ 4, ui mới thấy cái quần xịn à. Nhưng mà nó hồi lại không có chậm hỏng. Được cái này mất cái kia không vậy ta? Để mình reset dòng là cái. Mình enchant là cái mới. Đào nhanh dưới nước, lượm luôn. Xui vậy. Xui lắm luôn á. Bây giờ chắc mình phải tách cái nón ra. À cái nón. Ờ nên tách đi. Em chanh lại nữa. Bảo vệ 3 hả? Lượm luôn. Có bảo vệ 3 là tốt rồi. Còn cái áo. Áo chưa có bảo vệ nè. Mình sẽ tách thêm cái áo với cái ổn ra. Rồi, lại nào. Tiếp tục là bảo vệ 3. Lượm luôn. Có cái hai nữa rồi luôn. Xong rồi cái... Hết bảo vệ có lửa tới bảo vệ khỏi bùng nổ. Nói chung lần này mình cường hóa nó không được hơn rồi. Ra những dòng... mình không thực sự thích lắm. Nhưng mà thôi kệ đi. Đây là một set đồ hoàn toàn mới. Hy vọng là những dòng enchant mới này nó cũng sẽ hiệu quả ha. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ làm cái mũ netherite đầu tiên nè. Đấy, giờ tới cái áo netherite ha.
rồi tới cái quần. Nè Darius. Và cuối cùng là cái đôi ổn. Và với cái set đồ này thì nó sẽ cộng cho mình một cái chỉ số, đó chính là kháng đẩy lùi. Khi nó đánh mình sẽ đỡ bị đẩy lùi hơn. Lúc đó thì cũng an toàn hơn nữa. Rồi mặc vô thì cảm giác là tự tin hơn hẳn liền. Và cái set đồ này hình như là rớt xuống lava nó cũng không có mất á, nên khá là an toàn cho mình ha. Rồi mình sẽ nhét những cái luli vô đây đi, để mốt enchant khỏi cần tìm thêm luli. Nâng cấp áo giáp đã xong, bây giờ thì mình sẽ tiến hành nâng cấp thêm, đó chính là cây cung này. Hôm qua thì mình đã enchant thêm được một cây cung có dòng chậm hỏng 3 nè. Rồi lần trước thì loot được một cây cung sức mạnh 3 nữa. Mình sẽ ghép hai cây cung này lại để có được một cây cung có cái dòng sức mạnh 4 á. Tốn 12 level, 14 level. Ok, mình sẽ lấy cái 12 trước đi. Rồi, sau đó mình sẽ tự ghép hai cây này lại với nhau. Như vậy thì mình sẽ có được một cây cung cực kỳ xịn luôn, sức mạnh 5, vô hạn và có cả chậm hỏng nữa. Đó, mình sẽ ép như vậy ha. Và cung VIP. Nãy mình sẽ đặt cung VIP của Lộc. À, xịn liền. Cây cung hơi bị xịn đó nha. Những dòng toàn là những dòng tốt thôi. Rồi, và chắc hôm nay mình sẽ đi ngủ đi, chứ hôm nay thức rộng rã, đi khám phá về cũng thức rồi xây nhà các thứ, nên Phantom nó ưa xuất hiện lắm. Như vậy thì không tốt tí nào cả. Bây giờ thì mình cần thêm một chút thịt để mình mang theo chuyến khám phá ngày hôm nay. Áo vàng chắc cũng phải làm thêm vài trái đi. Mình còn khá là nhiều vàng mà, không xài sau này không có cơ hội xài đó. Đây, áo vàng làm thêm 4 trái nữa. Ok, lấy thêm 2 cái, một cái nữa để làm thêm một trái nữa đi, cho chẳng 10 trái. Mình ăn số chẳng chắc nó sẽ hơn á. Đây, chuyện tâm linh là không có đùa được đâu. Rồi, xong phin. Đồ đạc đã đầy đủ hết rồi. Giờ thì chúng ta chuẩn bị lên đường để tiếp tục cái chặng hành trình khám phá ngày hôm qua ha. Ngày hôm qua thì mình đã dừng chân tại một cái ngôi làng ở ngay khu rừng Enchanted nè. Và cạnh cái ngôi làng này còn có một cái ngôi đền nữa. Mình đã khám phá xong hai chỗ này rồi, nên mình sẽ tiếp tục đi về phía trước ha. Và từ xa thì mình thấy có một cái luồng khói xuất hiện cơ. Nhìn khá là giống chỗ của những tên cướp dân làng, nhưng mình không chắc chắn lắm. Ui, ở đây còn có công trình gì nữa nè. Khoan, từ từ, bé rồng ở đây. Ngồi xuống. Mình sẽ lại đây mình kiểm tra coi. À, cướp dân làng. Lạc trôi, người lạc trôi á. Ui, trời, cầm kiếm kìa. Quê sệ nha cưng. Vậy là nó chưa biết mùi sức mạnh cây cung VIP của Lộc rồi. Tôi mới cường hóa lên đây, láo nháo là em, cho đi bán muối luôn. Kìa, còn cả nỏ. Ui, mình chưa dương hết lực á, nên bắn nó không đủ mạnh. Rồi mình dương hết lực một phát bắn cái là nó chết tươi liền. Ui, lắc. Bây giờ mình sẽ trèo lên đây để mình lượm cái mũi tên cho nó. À mà quên, giờ mình đâu cần nhặt thêm mũi tên làm gì đâu, mình có vô hạn rồi, nên cũng không cần thêm mũi tên đâu. Cất bớt vô trong đi. Rồi xong phần. Dưới này nó có đồ gì không? Cái này là cái chỗ canh gác thôi à, nó không có đồ. Cũng không có đường xuống dưới luôn. Ok, vậy là xong một chỗ rồi. Đi tiếp vào bên kia. Nghi lắm, bên kia chắc là căn cứ chính của cái bọn cướp dân làng đấy. Nó gần làng, cạnh khu rừng ghê luôn. Chắc mình phải tiêu diệt hết bọn này để kiểu như là bảo vệ ngôi làng mới được. Ôi, bé rồng ngồi xuống. Ôi, trời đất ơi, nó bắn em rồng mình. Con này láo tét. Em rồng cắn nó, em rồng. Người giỡn nhầm người rồi. Tới công chuyện luôn. Bé rồng mất hết miếng máu nè. Hồi phục lại đi em. Ôi, hôm nay bé rồng muốn chiến đấu à. Được, bé rồng muốn chiến đấu thì mình sẽ cho bé rồng tham chiến cùng mình. Ủa, sao tấn công em? Hình như con nào tấn công em rồng thì em rồng mới đánh lại hay sao ấy. Thôi, để em rồng ngồi đó nghỉ đi, mình vô chiến đấu cho nó mau. Một con. Ủa sao nãy mình dương một phát chết nó luôn mà ta. Sao bây giờ mình phải bắn hai cái mới chết một con vậy? Đó, mình dương hết lực là nó sẽ chết luôn ha. Không đùa được đâu. À, bắn lén. Bắn lén à, đó. Thỉnh thoảng mình dương mắt lực vẫn không chết nó. Xong phên. Còn tên nào nữa bước ra tiếp chiêu.
headshot nữa nè. Hung hăng hả? Có cái giáp Nether Rift này, mình trâu hơn hẳn ha. Mặc dù rất là nhiều con bắn mình nhưng mà nó không có mất quá là nhiều máu. Rồi, vô. Lướt thôi, không biết trong đây nó có rương gì không. Wow, nhiều đồ vậy. Súp đáng ngờ, cái súp này ăn nhiều khi là trúng thịt, ngụm củ tỏi đấy. Nhưng mà cũng có thể là nó cho mình những hiệu ứng tốt. Ui, anh bạn. Anh bạn à, hôm bữa tôi cứu anh rồi mà hôm nay anh lại bị nhốt nữa hả? Ây da, anh bạn đi đâu mà khổ anh ghê á. Đi ra ngoài nè, quýnh nhau nè. Trời đất ơi, mình mở cửa cho đi luôn đó mà không chịu đi. Rồi, mình sẽ thủ tiêu con này. Láo tét. Rồi, xong phim. Hình như trong này còn đông lắm. Ui, ở đâu vậy? À, sau lưng. Đánh lén. Chờ mình đánh lén. Bắn cho bỏ ghét. Ở cái địa hình này á, thì những cái tên cướp dân làng xuất hiện liên tục á. Không cần phải có lòng spawn gì hết á. Mà xuất hiện quá trời luôn. Lần 2-3 con luôn nè. Đây còn nữa. Mình đang vô trong căn cứ của nó rồi. Hên là nó chưa thả đàn em nó ra đấy. Giết lẹ. Ủa, trong đây còn nữa nè. Hên là đàn em của nó chưa được thả ra nha. Chứ nó thả đàn em ra là con đó nó hút mình mấy cái là đi đấy. Con này, đó, thấy nó hung chưa? Hung dữ thiệt sự. Bắn cho cái bỏ ghét. Bắn cái cho bỏ ghét. Rồi, mấy tên kia thì hình như là bị nhốt hay sao rồi, không có vô được. Nên mình kệ đi ha. Kiểm tra coi trong này nó có đồ đạc gì không. Có tên núp ở sau này nè. Mình giết luôn. Này thì núp. Rồi, kiểm tra đồ. Đồ ăn các thứ thôi. À, định làm gì? Lâu lâu thì mình cũng phải lắng nghe ha, để không thôi nó móc lớp mình đó. Rồi, nó cho mình một cái quả địa cầu nè, một tí sắt và ngọc lưu ly. Không biết là cái quả địa cầu này nó có công dụng gì không. Nó giống như là một cái đồ trang trí vậy á. Đó. Ui, xoay được luôn nè. Nhưng mà có một điều vô lý là trái đất người ta là hình tròn, mà trái đất trong Minecraft là nó hình vuông luôn nè. Ảo mà Nobita thiệt chứ. Thôi, giữ lại. Giống như là chiến lợi phẩm đi ha. Rồi, nó còn khá là nhiều cái thùng. Toàn là thức ăn thôi. Đi lên tầng trên xem nào. Tầng trên có rương, có kinh nghiệm, chỉ. Ok. Còn gì nữa không? Ôi, trên này có tên cầm rìu. Con cầm rìu hơi mạnh nha. Cho mình những cái mảnh vỡ nè, cái rìu của nó nữa. Còn gì khác không? Và một cái rương nữa. Nhưng mà cái đồ trong đây thì khá là bèo ha. Chắc tại nó là... Kìa. Anh bạn kia sau khi được mình thả ra đang bắt đầu trả thù kìa. Đúng rồi, quẩy đi anh. Hút một cái. Hút hai cái. Ui, anh bạn nó sắp chết rồi. Mình phải cứu anh bạn nó thôi. Anh bạn Nga, tôi cứu anh đây. Rồi, hồi phục liền. Anh muốn chiến đấu đúng không? Được. Tôi sẽ giúp anh, tạo điều kiện cho anh chiến đấu. Tới công chuyện luôn anh bạn ơi. Tới luôn. Vô, trả thù đi. À, bị vướng hả? Ừ, hay lắm anh bạn à. Đấy, không muốn công, tôi cứu anh ra. Giờ tôi chữa thương cho anh lần cuối nha. Rồi, xong rồi đó, tôi giúp anh tới đây thôi. Công việc còn lại là anh tự xử đi nha. Bảo trọng. Mình cũng phải đi đây. Giúp, mình đã giúp tổng cộng là hai anh. À, không biết hai anh hay một anh nữa. Không biết hai anh đó có phải giống nhau hay không, nhưng mà nói chung là mình đã giúp những cái anh người sắt bị những tên cướp dân làng này nhốt rồi ha. Tội nghiệp thiệt. Bảo vệ làng cũng không yên với mấy bọn này nữa. Để cho nó bắt cóc gì đó. Rồi, đây là gì đây? Ủa? Sao tự nhiên ở đây lại có cái hang mà toàn là tơ nhện không vậy? Cái này nhìn giống động bàn tơ lắm nha. Quá trời tơ nhện. Rồi thiệt luôn. Nhện kìa. Ui, bình tĩnh lại cưng. Đừng hung dữ cưng. Anh có cung đấy. Hung dữ. Hung dữ là bắn liền. Mình xuống đây mình đập cái lòng spawn mới được. Mình chắc chắn trong đây có cái lòng. Đấy. Tại vì hồi nãy mình thấy nó xuất hiện từ đây mà.
Như vậy đây là một cái động bàn tơ nha. Không biết là có con nhện chúa trong đây không nữa. Nữa cơ. Ui ghê vậy. Cái hang này hơi bị ghê luôn. Để mình thử mình đi sâu xuống dưới một xí đi. Mà vừa đi thì phải vừa dọn tơ nhện này. Khổ ghê. Quá trời tơ nhện luôn. Đó đó nó xuất hiện thêm cơ. Mà hên là mình có cung á. Mình có thể tấn công nó từ xa rồi mới xuống dưới. Ui da nó vẫn kịp chích mình một cái. Rồi xong xong xong. Nữa nữa. Nữa hả? Láo láo láo. Láo tét hả? Rồi đáp đáp đáp. Xong phim. Độc con mấy con nhện này mạnh thiệt. Ta cùng nhau đi khám phá sâu hơn trong cái động bàn tơ nào. Không biết là nó có boss hay không. Các bạn đoán xem cái công trình này nó có boss không. Mình thì mình nghĩ nếu mà hơn thì chắc mình đi sâu xuống dưới có thể là gặp con nhện chúa đấy. Có nhện con thì kiểu gì cũng có con nhện chúa thôi. Đây như có cái lồng nữa nè. Đập ra đập ra. Đó. Đập ra. Rồi xong phim. Nhện chúa đâu thấy con nhện bự hơn bình thường thôi. Hết rồi. Nó dẫn mình tới một cái hang luôn. Lạ vậy ta. Không được, để mình khám phá thêm một vòng nữa coi coi trong đây nó có con nhện chúa hay không. Mình tò mò quá. Đi một hồi đi lên trên mặt đất luôn mới ác á chứ. Trời đất ơi. Ở đây có cái giếng này nè. Ồ sâu vậy. Ê. Ở cái giếng này lạ nha. Cái giếng này lạ lắm. Úi. Strong âu hả? Ê có rương luôn nữa. Giáp ngựa vàng. Cái này thì mình có rồi. What the. Strong âu à. Real. Cửa. Gì đây. Tổ ong nhân tạo. What. Có ai đây không. Ông ơi ông đưa tự nhiên vô chổng chi. Lỡ ông nó ra nó quấn vô mặt rồi sao. Ở đây cũng có cái này giống như cái bộ hóa thạch nè. Hình như ở đây có người sống hay sao á. Để mình đi dạo thử một vòng coi. Ui có cửa đâu đàng hoàng nè. Giá để đồ. Lò luyện kim nữa. Sưu tầm sưu tầm sưu tầm. Hết được rồi. Cái này giống như là có người ở lắm nha. Mình xuống đường này đúng không. Ok nhớ đường đó đi. Này 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 thấy chưa. Nó có rộng rất là nhiều đường luôn. Nhưng mà kiểu ở đây nó bị bỏ hoang hay sao rồi. Mình thấy mạng nhỏ đóng quá trời nè. Rương giáp ngựa vàng tiếp. Chắc lượm một cái quá nó cho mình gặp giáp ngựa vàng hoài. Người ta nó không muốn lượm rồi mà cứ khịa khịa để trước mắt vậy đó. Rồi giờ có cọng dây không vậy. À không 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 có không có. Tại vì bây giờ mình thấy mấy cái chỗ này là mình sợ có bẫy lắm nên mình để ý xíu. Có vàng pha thuốc nữa nè. Lại bỏ túi thôi, lại bỏ túi thôi. Không lấy thì ổn. Hết đường rồi. Vậy là chắc đây là một cái tàn tích bỏ hoang rồi. Kiểu như những người ở ẩn ở dưới lòng đất hay sao ấy. Ê con bò sống nè. Có giường ngủ luôn. Mình nghi là ở đây có người sống nha. Chắc có sự sống đấy. Xuống đây thử. Thiệt tình. Lại dướng cái đầu vô cái cục màn nhện này rồi. Cái này là giống như chỗ đào mỏ nè. Ui, chỗ này bắt đầu nó điêu, hơi điêu rồi đó. Rồi đó. Lạ thiệt sự, lần đầu mình gặp một cái dạng công trình giống như vậy luôn. Thôi 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 đi lên đi lên. Lỡ ngỡ hết biết đường lên bây giờ. Và cạnh cái giếng này thì có một cái không chính xác hơn là hai ngôi nhà ha.
Thiết kế thì khá là đẹp luôn, nhưng mà nó không có đồ bên trong. Ui, nhà nhỏ nhỏ gì mà đẹp thiệt sự ha. Được ấy, lò nung các thứ nè. Ồ. Ừ. Ở đây có một cái bác tên là Gay Skipper, kiểu như là người giữ cổng hả? Thức dậy nói chuyện bác ơi. Bác ơi, nói thức dậy nói chuyện xíu bác ơi, rồi tí ngủ sao. Bác này bán cho mình một cái được gọi là Zeal Lighter. Mình sẽ xem công thức của nó mới được. Zeal Lighter. Hình như đây là cánh cổng dẫn tới mặt răng hả ta? Ủa bác đâu rồi? Trời ơi, mình lỡ đập cái giường mấy cái bác ấy ra ngoài đi không gió ban đêm rồi kìa. Đi ra ngoài chi dùm bay không đó. Vô nhà nói chuyện đi bác ơi. Ơ kìa. Bác ơi. Ôi ơi. Bác này có cung hả? Ui, con này nó ăn trộm của bác ấy cái... Rồi luôn. Hồi phục luôn kìa. Trời ơi, trời ơi. Đây là bác nhân làng mà xịn nhất từ trước tới giờ mình gặp đó. Con nào cà khịa lấy cung ra bắn. Mất máu rồi, uống chế thuốc hồi máu tự xử luôn. Mình phải làm dấu cái nhà của bác này là mới được. Mình nghi lắm. Thôi thôi thôi, trả cái giường nè, chứ không thôi một hồi bác ấy ra ngoài hoài. Nè đi ngủ đi bác ơi. Đi ngủ đi, đi ngủ đi. Nhìn bác này hơi ghê đó. Lúc đầu mình không sợ mà bắt đầu thấy bác ấy giết cái con kia là mình thấy hơi sợ sợ đó. Mình mà cản hồi bác ấy lấy cái cung bắn mình chạy không có kịp đâu á nha. Rồi trong đây thì cũng không có đồ luôn. Sợ thiệt, sợ thiệt. Cái đuôi này mình có đeo vô được không? Không có đeo cái đuôi này vô được. Ok, không đeo được thì thôi. Cái này chọi được không? Không chọi được luôn. Cái này chắc là làm kiện á. Rồi, giờ thì mình sẽ trở lại với bé rồng của mình ha. Hôm nay mới đi cùng tí xíu thôi mà gặp quá trời chuyện lạ rồi. Bắt đầu sợ sợ rồi đó nha. Bé rồng đâu ta? Hồi nãy bé rồng mình đằng kia á. Giờ lần đẳng lạc bé rồng là chết luôn á. Kì 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 kì. Hình quá chưa lạc, dễ gì lạc được. Phía trước mặt mình đang là một cái công trình gì đó mình thấy khá là to luôn nha. À mình nhớ rồi, cái công trình này là lúc đầu mình gặp ở trên ngọn núi nè. Nó y gran luôn. Cơ hội trả thù đây rồi. Em Rồng đứng đây để anh trả thù cá nhân cái đã. Ngồi ngồi đây đi, ăn ăn thịt hồi máu lại. Mình vô mình trả cái mối thù cá nhân của mình trước cái đã. Lúc đầu á, mình vô đây cái bị cái con xương tàn hình nó hất hủi lắm. Nó chê mình, nó thấy mình yếu rồi, nó bắn vô mông mình mấy mũi luôn. Mình chạy trốn quá trời. Nhưng mà ngươi đâu biết được, hôm nay ta đã mạnh hơn hôm bữa rất là nhiều rồi. Ừ, nó còn không cho mình block nữa chứ. Để mình đào ít đất mình trèo lên trển. Ai. Tới công chuyện nữa, tới công chuyện nữa. Ngươi phải trả giá thôi. Xương à. Ê, mình chưa đủ block, mình lấy thêm block mới được. Rồi rồi rồi. À, ngươi đỏ cung. Đỏ cung. Tàn hình á. Đừng tưởng tàn hình là ngon. Đừng tưởng tàn hình là ngon. Đừng tưởng tàn hình là ngon. Xong mấy tên rồi. Tiếp tục tiếp tục. Nhào vô đây ta chấp hết. À à con. Ồ, nó cũng. Cái áo giáp của nó cũng được ép vòng gai giống như áo giáp của mình. Quýnh nó bị dội đam lại quá trời luôn. Mình sẽ quýnh con tàn hình này trước. Mặc dù nó tàn hình nhưng mà mình có thể thấy được cây cung của nó. Rồi hai con này nó đang bắn lộn cả. Mà này thì bắn lộn. Này thì bắn lộn. Rồi mình đã sửa được khá khá con rồi. Hình như tầng trên còn nữa sao á. Mình gặm miếng thịt cái đã. Tên nào bước ra đây, ta sẽ cho người biết như thế nào là đau đớn liền. Bắn nè. Ta cũng biết bắn vậy. Ủa, nó bắn nhanh quá. Không đỡ kịp. Đó, cái áo nó có vòng gai. Dội đam lại đau thật sự. Chèo. Bắn hụt, bắn hụt.
Khó nhắm trúng ghê, tại vì nó tàn hình ấy. Rồi. À tiếng ở trên, tiếng ở trên là mình giật mình, tưởng đâu kế bên chứ. Ngon, lòi lòi cái chân ra. Không lòi thì thôi, lút tiếp. Trong này cho mình một cái, một ít trái táo. Sắt. Đồ nói chung nó cũng bình thường à. Ok, lên trên tiếp nè. À mình tranh thủ ở đây mình bắn được, mình sẽ bắn nó trước ha. Đó, giết nó luôn. Lên trên đỡ phải đánh nhau nữa. Ở trên đây còn hai ba con lắm. Này thì tàn hình đó. Tàn hình. Tàn hình nè. Những con xương tàn hình này cực kỳ khó chịu luôn á. Rồi. Và nó cho mình một chút kim cương vàng. Sức mạnh một quá là bèo. Một cái bản đồ khám phá gì đó. Wow. Được vậy. Cái này tên là Monastery Explorer Map. Có gần không? Mình ở đây. Mình cần phải đi tới cái điểm xanh ở góc bên phải của bản đồ kìa. Uầy. Lại là một chặng hành trình mới chuẩn bị bắt đầu nữa rồi. Mình đã có một cái manh mối mới để đi khám phá rồi đó. Nguyên một cái bản đồ luôn á. Chuyện này là lại tới công chuyện nữa. Ủa, nó còn dấu rương ở bên ngoài. Thì ra ở bên ngoài nó cũng có rương nha. Mình qua bên đây thử coi. Đó. Ồ, nó giấu hẳn một cái giáp ngựa kim cương. Vàng các thứ nè. Ra là vậy, suýt nữa thì bỏ uổng rồi. Giờ mình ăn cái bát súp đáng ngờ coi coi. Không biết bát súp này là bát súp hên hay là bát súp xui xẻo đây. Cùng nhau thưởng thức nào. What? Tuyệt vời, đây là bát súp cho hiệu ứng tốt á, nhìn trong bóng tối. Hên quá, không có trúng thật. Mình chỉ sợ ăn trúng cái súp tầm bậy thôi. Cạnh chỗ mình nó còn có một cái ngôi nhà khá là to và đẹp cơ. Chắc mình phải cưỡi em rồng qua bên đó để kiểm tra thử coi. Coi coi bên đó nó có đồ gì giá trị không á. Tại nãy giờ mình đánh nhau nó cũng khá là mệt rồi. Nên đến lúc để chúng ta lút đồ để xả xì chết rồi đó. Ngày nào cũng vậy. Phải lút mớ đồ xả xì chết mới được. Qua đây coi, qua đây coi. Ồ, ở đây nó còn một cái nhà gì nhỏ nhỏ nữa nè. Để mình lướt ngang coi. Ui, hôm bữa lấy dao qua rượt mình, hôm nay lấy cung bắn mình. Hai vợ chồng, tên đó ác quá à. Các bạn có nhớ hai cái tên mà lần trước lấy dao qua rượt mình không? Hôm nay còn lấy cung ra gình bắn mình nữa kìa. Cay thiệt sự. Thấy mình thì ngồi ăn hiếp mình miết à. Rồi, em gồng ngồi ở đây đi. Mình sẽ vô đây kiểm tra thử ha. Wow, cái là cờ hiệu đẹp ghê á. Có ngựa luôn. Có cái chậu. Hắc mã hả? À, mà quên cái này ngựa của người ta. Trời. Ăn chậm ngựa là người ta biết người ta quánh chạy không kịp á. Không nên. Mình tưởng thói quen. Rồi trong đây có cho mình một chút vàng nè. Thịt bò bít tết. Bánh mì. Thẻ tên được á, giữ thẻ tên đi ha. Có gì mình đặt tên cho thú nuôi của mình. Giáp ngựa kim cương đó nè. Không biết trong tương lai là mình có sở hữu em ngựa nào hay không, nhưng mà mình cứ giữ trước đi. Đây là cái kho lương thực hay sao rồi. Giá treo đồ. Cái này giống như là một cái lâu đài mini vậy á. Mình thấy vậy. Một cây kiếm đánh mặt lùi. Kệ, lấy trước đi ha. Cũng tiết kiệm được một ít kim cương để làm kiếm. Rồi. Thêm thẻ tên nữa nè. Bánh mì nữa. Và hình như là trở lại cái chỗ ban đầu rồi. Có bánh kem mình sẽ nếm thử luôn. Với lại ăn cho nó đỡ tốn thức ăn thôi. Hết rồi. Trong đây nó cũng chỉ có vậy à. Rồi đây lấy rồi. Nhìn đây. À cái chỗ này để nhìn qua hướng ngôi làng ha. Qua đây. Ui, một khe nhỏ nữa nè. Ủa cái này lên cao vậy. Ui, hình như đây là chỗ đi ngủ nè. Có cả sáp chiến binh á. Đã vậy ta. Không mà không có giáp kim cương nào nha. Phải có giáp kim cương mình lại mượn về nhà mặc ít bữa mà. Chứ đâu có gì đâu. Mình chơi mình chỉ mượn thôi chứ mình không có ấy đâu. Mượn ơi hứa luôn. Khi nào
sắp hư thì mình sẽ tranh thủ mình sửa lại rồi mình mặc tiếp ha, mình không có trả đâu. Được á. Rồi giờ thì hết rồi đúng không? Cái này cũng đâu còn gì đâu. Ồ vậy là cái công trình này hết rồi đó. Nó cũng cho mình được một ít đồ có giá trị ha. Một ít thôi chứ không có nhiều lắm. Mà để bây giờ mình qua đây mình trả thù đó. Nãy mình nhận hơi lâu rồi đó. Để mình xíu nha, mình qua mình trả thù cái. Thù này không trả, không gọi là lọc núp nữa. À cầm cung, người cầm cung, người cầm kiếm. Úi xời, úi xời, bắn chim, bắn chim kìa. Úi xời, bắn chim nè. Trời ơi, chim kế bên bắn cung hộp. Úi trời, 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 trời ơi, coi coi. Bắn chim. Vậy mới gọi là bắn chim nè. Gì mới gọi là bắn chim nè, rớt miếng thịt ra luôn. Ui, ông kia lượm lại ăn rồi. À, tranh thủ. Bắn chim là phải như vậy. Đó mới gọi là bắn chim. Thích bắn chim hả? Này thì hai vợ chồng hung dữ nè, không tiếp đãi mình thì thôi mà còn lấy dao, lấy cung ra gượt để đánh mình nữa. Không thể nào chấp nhận được. Túm lại, trong chuyến khám phá ngày hôm nay thì mình thấy đồ đạc mang về nó không có nhiều như hôm qua. Nhưng mà bù lại thì mình lại có một cái manh mối mới để chúng ta bắt đầu một cái chuyến khám phá. Không biết là cái bản đồ này nó sẽ dẫn mình tới đâu. Hy vọng rằng chuyến khám phá sau thì chúng ta sẽ giải mã được cái bản đồ này và kiếm được thật là nhiều đồ xịn ha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào chuyến khám phá kế tiếp ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.